Buổi livestream tối 29 tháng 9 của bà Phương Hằng khiến nhiều người bức xúc khi nhắc đến sự ra đi của các bệnh nhân COVID-19. Mặc dù đã tuyên bố gác lại loạt drama để rộng đường cho pháp luật vào cuộc, thế nhưng bà Phương Hằng vẫn chiếm sóng trên mạng xã hội khi tổ chức các buổi talk show, chia sẻ những vấn đề hôn nhân, công việc kinh doanh. Mới đây, vợ ông Dũng Lò Vôi hứng chịu làn sóng đả kích vì thản nhiên livestream chủ đề Chết là giải thoát, giữa lúc showbiz Việt đau xót nhận tin Phi Nhung qua đời. Trước hàng nghìn người đang xem, CEO khu du lịch Đại Nam tuyên bố mình là người yêu ghét rõ ràng. Dù đã từng có hiềm khích với giọng ca bông điên điển, nhưng không vì thế mà bà gieo rắc tâm địa xấu xa, trù ẻo như một số tin đồn. Đang liên thuyên về cố ca sĩ, nữ đại gia U50 bất ngờ bẻ lái, yêu cầu quản lý Phi Nhung phải trả lại tiền cát xê cho con nuôi Hồ Văn Cường. Nhiều người cho rằng bà Phương Hằng có ý tốt, nhưng vào thời điểm nhạy cảm hiện tại thì thật không nên. Chưa kể, đây là chuyện riêng của gia đình ca sĩ 18 tuổi, bà Phương Hằng không có quyền để can thiệp. Ai đang giữ tiền của Phi Nhung phải xử lý cho em Cường, vì cuộc sống tương lai của em đã đánh đổi cả tuổi trẻ, mình phải nghĩ cho người ở lại, giờ Phi Nhung mất rồi, giờ tiền quản lý giữ không có gì chút thì ai trả tiền cho Hồ Văn Cường. Gia đình em ấy khổ lắm, vất vả lắm, chỉ mong có tiền xây được cái nhà để ở, bà Hằng nói. Nói về sự ra đi của cố ca sĩ, vợ ông Dũng Lò Vôi còn ẩn ý Phi Nhung thực chất chỉ là người bình thường, không phải là vĩ nhân nhân loại, nên việc được báo chí đưa tin sầm sổ có phần hơi quá. Bà còn so sánh với đội ngũ tuyến đầu chống dịch đang hy sinh vì đất nước, nhưng lại không được truyền thông ca ngợi bằng. Nếu tử tế thì hãy cầu nguyện cho cô ấy đi cho thanh thản, chia buồn với gia đình và làm hết tất cả những gì có thể tốt nhất để an ủi cho gia đình cô ấy và những người thân của cô ấy. Bởi vì khi cô ấy chết đi rồi, tâm thức đâu đó vẫn còn để cảm được ai đúng ai sai, ai nói gì cô ấy biết hết. Chính người đã ra đi họ cảm còn hơn chúng ta nữa. Nếu như tôi có một cái suy nghĩ gì không tốt về cô ấy, thì chắc chắn là cô ấy sẽ ai oán tôi và cho tôi thấy cổ trong giấc mơ. Là một trong những cá nhân dám đối đầu với đại gia Kim Cương, Facebooker Nguyễn Sinh cũng không giấu được sự bức xúc. Đặc biệt, phát ngôn những người qua đời vì có nghiệp COVID-19 của bà Hằng đã vô tình làm tổn thương đến hàng nghìn gia đình kém may mắn tại Việt Nam. Nguyễn Sinh nói, sau khi Phi Nhung mất được vài tiếng, bà Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện trong livestream của mình và nói, tại sao có những người mắc COVID-19 lại khỏi, có người lại mất, vì những người đó có nghiệp COVID. Tới thời điểm hiện tại, cả nước đã có 18.460 người mất vì dịch bệnh. Hàng chục nghìn gia đình vẫn chưa thoát khỏi cảnh đau xót, tiếc thương cho sự mất mát đó. Nhưng với bà Nguyễn Phương Hằng thì đó lại là nghiệp của họ. Về vấn đề này, tôi nghĩ bà Phương Hằng nên chứng minh xem 18.460 người đã nằm xuống vì bệnh dịch kia, họ đã vướng phải nghiệp gì. Trong đó bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái và cả những người ở tuyến đầu chống dịch nữa, họ đã tạo nghiệp gì. Họ từ những người yêu mến chị vì sự giàu có và giờ thì là căm phẫn rồi đấy. Đêm qua, thời điểm 205.000 người gần xa trên cả nước cùng hướng về chùa Giác Ngộ để cầu siêu cho cố nghệ sĩ Phi Nhung, thì đó cũng là lúc bà Hằng tổ chức livestream yêu cầu quản lý của ca sĩ này trả tiền cho con nuôi Hồ Văn Cường. Tôi vẫn tin vào luật nhân quả, 18.000 người ở bên kia thế giới chắc cũng tin vào chuyện này. Rồi sẽ đến một ngày, chị sẽ hái đúng cái quả mà mình đã tự tay vung trồng lên. Chị đừng bao giờ quên rằng chị đã bón vào gốc cây đấy những thứ gì, để sau này khi nó ra trái độc thì chị cũng đừng quá ngỡ ngàng. Trên trang cá nhân, quản lý Phi Nhung vừa có buổi livestream chia sẻ khoảnh khắc ở buổi lễ cầu siêu tại nhà riêng của cố ca sĩ. Có thể thấy, các sư thầy đang tụng kinh làm lễ và đông đảo người thân cùng các con nuôi của Phi Nhung đều để tang và quỳ lạy bên dưới. Mọi người đều thành tâm cầu nguyện cho cố ca sĩ được an nghỉ nơi cửa Phật. Ngoài ra, có rất nhiều người thân bạn bè đã gửi vòng hoa đến kính viếng giọng ca bông điên điển. Khoảnh khắc Hồ Văn Cường và các con nuôi của Phi Nhung có rất nhiều bé còn nhỏ tuổi nhưng vẫn nghiêm túc để tang và quỳ trước di ảnh của mẹ, khiến không ít khán giả xúc động.